Sài Gòn. Nếu như các bạn muốn có những trải nghiệm thật thú vị và bổ ích thì hãy đăng ký vào ngành quản trị khách sạn tại trường đại học FPT nhé. Hiện tại bọn mình đang là sinh viên ngành quản trị khách sạn tại Đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại chúng mình đang được thực tập tại khách sạn quốc tế 5 sao Hồ Chí Minh, thật là một trải nghiệm thú vị các bạn ạ.